Xin chào cả nhà, con xin chào ông bà cô chú đi. Ông bà. Ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người nha. Mình đang định quay cái dĩa mà cua nhện mà con bé lớn mình nó muốn quay cho nó nữa, mình quay nó đợi nó ngồi nó chờ ăn nè, mà còn nóng lắm nè mọi người. Thì cái này nó bán nguyên con cũng có mà bán cạn không cũng có nữa. Mình về quê á, về cái chỗ mà phê con hổng mình đi chơi đó, mình bữa nay nó có bán giống như người ta đi đánh bắt về á, rồi người ta bán phía mà kế bên bờ biển á, thì nó rất là rẻ luôn mọi người, có 7 đồng một ký cái càng không nè. Thì mình mua về mình luộc nó, thì luộc với cái lá phô vân á, là cái hỗn hợp đó là giống như là làm từ mấy cái loại thảo dược đồ để mà nấu ăn đó mọi người. Nó chảy nước đây nè, rồi với lại chút muối với chút tiêu nó là xong á, chứ mình không có bỏ gì vô thêm nữa trơn. Cái này ông xã mình làm chứ mình không có làm. Thì do ở dưới này nó không có đủ dụng cụ đó, nên cũng có nhiều cách để mình làm, mình luộc. Nên là bây giờ mình thì chỉ luộc sơ vậy thôi. Thì bây giờ mình mời mọi người ăn với gia đình mình nha. Bây giờ để mẹ bấm cái càng cho con. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn với mình nha. Thì hồi nãy mình nói là cái này á, bên người Pháp á, người ta làm mà cái như cái hỗn hợp phô vân á, thì cái hỗn hợp này làm từ bọn ta là trộn những cái thứ thảo mộc với nhau á, thì ở cái vùng phô vân nên mình ta đặt tên nó là phô vân, chứ nó không phải chỉ riêng cái phô vân, mà tại mình cái tên nó là những cái vùng đó. Bên đây ta hay vậy, cái gì mà người ta đặt hay cái dùng nào thì làm cái gì thì đặt tên cái đó luôn. Rồi mình bẻ ra khó lắm, đồ đây nó tươi mà rẻ lắm. Mà cái này là nãy mình quay không kịp, ông xã mình làm gỡ xương hết trơn, tại ông ăn toàn là phi lê không à. Cho nên này là cái xương này, con cá lưỡi trâu này là mình 24 đồng một ký mọi người, nó tươi trong luôn á. Thì ông già ông xã mình lăn bột với lại trứng á, rồi chiên với bơ lên. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn với cả nhà mình nha, ăn cá. Mình về dùng gần biển á, mình được ăn đồ tươi không à. Rồi mọi người ai cũng ăn hết rồi, mình chưa xong mọi người ơi. Thì nãy mình nói mình mua 7 đồng một ký thì được 8 cái càng. Cái này cua nhện, không biết bên Việt Nam mình có, mình không biết nó, con cua nhện này nó cái con nó hơi có giống như gai gai trên tròn tròn á mọi người. Thì thường thường mình có mua nguyên con, mà bữa nay mình thấy có bán càng, mình mua càng không ăn cho nó khỏe. Cái kia mua về mình cũng không có ăn được nữa. Còn ông xã mình cũng mới ăn xong á, thì ông cho mình một miếng cá nè, mình ông kêu ăn thử đi, nó ngon ngọt lắm, tại vì người ta đánh bắt hết rồi, người ta bán giống gần như tại chỗ luôn, tại vì bán như, tại vì nó có ngày mọi người, ngày là ta để ngày á, rồi mình lại mình coi đó, mình biết bán chỉ buổi sáng thôi nha, và một ngày rồi mình mua là nó giống như ta đánh bắt tươi trong lên luôn á, mà rẻ nữa, giống như bên mình mà đi ra ngoài dùng bị Vũng Tàu gì đó mình cũng mua nha, mấy chỗ nào mà trên biển á mình cũng mua mọi người, thì nó tươi nó ngon. Hồi nãy mình ăn á, mình mời mọi người ăn xong rồi mình tắt mình ăn, chứ tại vì nó mình ăn cái mấy này mình dùng tay rồi mình bấm mấy cái này nó mất thời gian, nó lâu lắm. Thì mình đã ăn thử rồi thì nó rất là ngọt ngon lắm mọi người, rất là tươi lắm. Còn cái này con cá cái lưỡi trâu này á, thì cũng nãy ông xã mình cho một miếng mà mình chưa ăn thử, mà ngon ghê. Ở vùng biển cái gì cũng cái mấy cá với lại cá với gì ta, cá rồi tôm hùm rồi cũng giống như mấy vùng biển mình, giống như mình nói vậy, nó rất là tươi và rẻ. Mà mình thì nhà mình ăn ít rồi, sớm mình mua thêm một cái con cá gì không biết tên nữa, mình mua về mình đem về mình làm sạch sẽ rồi mau mốt mình nấu mình ăn tiếp. Chứ hồi nãy ông xã mình mua mấy con vẹm, nó mua mấy cái vẹm về mình làm vẹm với ăn với khoai tây chiên, đó là món của ngày thứ bảy hôm ngày mình đi chơi gì nè.
Rồi giống như mình nói bữa đó, mình chưa không có ở nhà, mình không có coi được gì trong tỉnh. Mình coi là mình coi một vài cái video trong ngày thôi, chứ mình không có coi như ở nhà trên máy tính mà mình mở lên nhiều quá. Rồi mình coi một vài năm sáu cái video một lúc. Còn cái này mình coi bằng điện thoại á, nên mình coi chỉ được một vài. Mình cũng bận với lại đi chơi rồi, mình đâu có thời gian là tối mình coi được có chút đỉnh, là mọi người thông cảm giùm mình nha. Thứ chủ nhật này mình về rồi, chủ nhật mình về mình sẽ bắt đầu lại cái mình sẽ coi cho mọi người tiếp. Thì bây giờ cũng ăn xong hết rồi, mình cho cũng mình còn một miếng này nữa, hồi mình ăn xong bây giờ mình xin tạm biệt mọi người đi. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.